Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV9 vào lúc 12:30. Thưa quý vị, đây sẽ là nơi mà phụ nữ có thể lên tiếng về bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề rất là thú vị. Ở thời điểm hiện tại thì tất cả mọi người đã rất là quen thuộc với những sản phẩm công nghiệp hóa. Nhưng cũng vì thế mà những sản phẩm truyền thống, những sản phẩm được làm bằng tay lại càng đáng giá hơn nữa. Đặc biệt là những sản phẩm này được làm từ những nghệ nhân của Việt Nam. Và trong ngày hôm nay, trong số của Son Môi Đỏ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nghề thêu tay và hãy cùng chào đón một người mà đến từ một gia đình có ba đời đã theo nghề thêu tay này. Xin mời cùng chào đón chị Nguyễn Thùy Linh. Chào Thúy Vân và tất cả khán giả. Thưa quý vị, đầu tiên thì Thúy Vân xin phép được giới thiệu, trên tay Thúy Vân đây là một sản phẩm được làm từ gia đình của chị Linh, và mọi người cũng có thể thấy là hoa văn cũng như là họa tiết rất là sống động, giống như là hoa thật vậy đó. Thì chị có thể chia sẻ câu chuyện cho khán giả biết là tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ đâu không ạ? Bà ngoại chị mở cửa hàng thêu cách đây đúng 51 năm. Hồi đó thì chỉ là một cái cửa hàng ở trong ngõ thôi, và bắt đầu bằng thêu những chiếc khăn tay và những đôi gối cho các cặp vợ chồng mới cưới. Thời đó thì ai cũng sắm cho mình một đôi gối và có thêu tên của cô dâu chú rể lồng vào đó. Thời gian đó thì có chiến tranh, các cô gái thường đến tiệm và nhờ bà chị thêu một chiếc khăn tay, có thể là thêu đôi chim hòa bình tượng trưng cho hình tượng lứa đôi, hoặc là thêu những dòng thơ như là chờ đợi, như là một lời hứa để tặng người yêu hoặc người chồng đi ra chiến trường. Và những cái người lính đó đã mang chiếc khăn đó đi theo mình để đi vào miền Nam chiến đấu. Thì câu chuyện đó rất là cảm động, vì có những người đã không bao giờ trở về được, nhưng họ luôn luôn có tấm khăn ở trong người để nhớ rằng có một người phụ nữ vẫn đang chờ đợi mình ở quê nhà. Nghe thôi là mình đã thấy rất là nhiều những kỷ niệm rất là quý giá luôn ấy. Để làm được một sản phẩm như vậy, công sức mà mình bỏ ra nó như thế nào ạ? Để làm một sản phẩm thêu thì trước tiên mình phải chọn vải cho phù hợp, sau đó thì phải sang tiểu, nôm na nghĩa là in cái mẫu mình định thêu lên tấm vải, và rồi thì người thợ bắt đầu thêu. Và trong quá trình thêu thì phải biết pha màu làm thế nào, và được từng đường kim mũi chỉ thì phải nắn nót, cuối cùng sẽ có cái sản phẩm trên tay của em. Như một cái khăn như vậy, một người thêu thì phải mất tầm 2 tháng cho một chiếc khăn như thế này ạ. Tại vì thêu trên lụa rất là khó, vì vải lụa rất là mỏng, chỉ cần mạnh tay quá là cũng có thể rách vải, là mũi thêu không đẹp, nên rất là tỉ mẩn. Có khi 3 ngày mới thêu được một bông hoa. Wow, vậy thì một cái khăn này đúng là cần rất là nhiều thời gian và công sức. Chị có một cái kỷ niệm vui buồn gì đối với ngành nghề này không ạ? Chị nghĩ là kỷ niệm thì thường là rất là nhiều kỷ niệm vui và rất là vinh dự, tự hào. Đã có cơ hội đón được rất là nhiều vị nguyên thủ quốc gia đến với cửa hàng. Khi mà có những vị nguyên thủ quốc gia ở các nước họ đến và họ rất là thích những sản phẩm thêu như chiếc khăn em cầm ở trên tay. Không những thế, họ rất là trân trọng những sản phẩm đó. Họ thường nói rằng là những tác phẩm của các bạn là những cái tác phẩm nghệ thuật. Những cái người thêu ra những sản phẩm này chúng tôi phải gọi là những nghệ nhân. Và điều đó chính là cái niềm tự hào nhất của cái ngành nghề gia đình mang lại. Ví dụ đây là nữ hoàng Tây Ban Nha Sofia, là đã đến cửa hàng từ cách đây phải gần 20 năm rồi. Và bà mua rất nhiều sản phẩm thêu và rất là thích. Còn đây là cũng nữ hoàng Đan Mạch đến và bà nói là tôi không thể ngờ rằng các nghệ nhân Việt Nam lại giỏi như thế. Và đây là tổng thống Chile. Bà nói là tôi chỉ định đến đây 15 phút thôi, nhưng mà tôi đã để ở đây 1 tiếng mất rồi, và tôi sẽ lỡ mất bữa ăn của mình, nhưng tôi vẫn rất là thích. Đây là tổng thống Bill Clinton. Thì mình cũng rất là hạnh phúc là không chỉ phụ nữ mà kể cả nam giới cũng rất là yêu thích những sản phẩm thêu. Còn đây chỉ là hình của gia đình chị, có 4 thế hệ, hiện tại thì đã có đến thế hệ thứ 4. Đây là bà ngoại, mẹ chị và con gái chị. Và chị rất là hạnh phúc khi con gái cũng rất là thích nghề thêu và cháu cũng đã biết thêu. Em học thêu từ năm bao nhiêu tuổi ạ?
Bé học thêu từ năm 8 tuổi và năm nay bé 10 tuổi. Bé có thể thêu được một cành hoa rất là đẹp. Chị nghĩ bé có khiếu thẩm mỹ vì bé vẽ rất là đẹp. Bé tự vẽ những cái bông hoa đó và sau đó thêu. Đa số những quốc gia mà Á Đông như là Việt Nam hoặc là Trung Quốc hoặc là Nhật Bản, chúng ta có những cái sản phẩm làm thủ công rất đẹp. Và những cái sản phẩm đó cũng như những cái ngành nghề đó nó đang dần dần bị mai một đi. Có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là công nghiệp hóa nè. Rồi thứ hai là không có thế hệ kế thừa. Thì đó cũng là một cái nỗi trăn trở của rất nhiều những gia đình họ theo đuổi những ngành nghề này. Thì với gia đình của chị, mình làm như thế nào để có thể chuyển giao cũng như là đào tạo cho những thế hệ tiếp theo để giữ gìn cái ngành nghề truyền thống này ạ? Bất cứ làm công việc gì thì mình cũng cần phải có tình yêu thực sự với nó. Mẹ chị cũng không hề bắt ép chị phải đi theo con đường của gia đình. Và chị cũng học ngành nghề là kinh tế, cũng không liên quan gì đến cái gì nghệ thuật cả. Sau khi chị tốt nghiệp đại học, mẹ chị cũng bảo con có thể đi làm ở ngoài hoặc là thử những cái công việc con thích chứ không bắt buộc phải đi theo con đường của gia đình. Nhưng chị nghĩ là cái tình yêu đối với nghề thêu đã ngấm vào máu thịt rồi. Vì ngay từ nhỏ khi mà chị sinh ra là chị đã được mặc những cái áo do chính tay bà ngoại thêu, những cái chăn cho mẹ thêu. Và hàng ngày khi mình lớn lên từng ngày, hàng ngày mình được nhìn những cái sản phẩm thêu nó xung quanh mình. Tự nhiên mà mình đã yêu thích nó. Và đặc biệt là mình thấy được cái tình yêu của bà ngoại và mẹ dành cho nghề thêu. Bà chị đã từng thức đến có khi cả đêm để hoàn thành một cái tác phẩm cho khách. Vì hôm đó chị vẫn nhớ cái kỷ niệm đấy là có một người thợ đến trả hàng để hôm sau khách sẽ ra sân bay sớm vì khách hàng nhà chị hầu như là người nước ngoài. Có một bông hoa là bà chị cảm thấy là chưa ưng lắm, nhưng người khách đó thì có thể phải ở trong nghề, phải người biết thêu thì mới có thể cảm nhận được. Và chị nghĩ là cái bông hoa đấy rất là đẹp rồi, nhưng bà ngoại chị vẫn chưa ưng và bà đã tháo ra và sẵn sàng thức cả đêm để thêu lại để 6 giờ sáng hôm sau người khách đến lấy và đi ra sân bay sớm. Thì chị nhìn thấy được cái tình yêu của bà với mẹ chị dành cho nghề thêu và chị cũng tự nhiên có được cái tình yêu đấy. Và chị nghĩ là không cần bắt buộc, con gái chị cũng sẽ nhìn thấy những sự hy sinh, tình yêu, sự cố gắng của gia đình dành cho nghề thêu thì tự nhiên cháu cũng sẽ yêu nghề thêu. Lúc trước em có thấy một cái máy và cái máy đó là mình chỉ cần đưa cái hình vào nó sẽ thêu được y hệt cái hình đấy. Nhưng thật ra thì em không biết là do cái máy đó nó mới được sáng tạo, sáng chế thôi, nên là cái đường kim mũi chỉ thì nó cũng chưa có được gọi là đẹp lắm. Nhưng ít ra thì nó là một cái công nghệ em nghĩ là nó cũng đặc biệt cực kỳ, khi mà mình chỉ cần đưa tấm hình là nó sẽ thêu ra được. Vậy thì với ngành nghề của mình là một ngành nghề thủ công 100% và sự ra đời của những máy móc như vậy, chị có cảm thấy bị e dè hay không và làm sao để mình bảo vệ được ngành nghề của mình? Thực ra thì thêu máy đã có từ phải đến mười mấy năm nay rồi, chị nghĩ là có thể lâu hơn và càng ngày càng đẹp. Khi mình thêu một cái khăn có mất một vài tháng nhưng thêu máy chỉ cần 10-15 phút và có thể ra số lượng rất là nhiều. Nhưng chị cũng chưa bao giờ e dè vì mỗi sản phẩm như em đã nói là một tác phẩm nghệ thuật và mỗi người nghệ nhân là họ có một tâm hồn khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, thẩm mỹ khác nhau và họ cách pha màu của họ khác nhau. Chính vì vậy mỗi sản phẩm theo không có một cái nào giống một cái nào, có thể nói là cái giá trị tinh thần rất là cao, vô giá. Vậy thì với vai trò là một người trong cuộc và cũng là một người đang gìn giữ những ngành nghề này, thì chị thấy là ngành thêu của mình nói riêng và những ngành thủ công khác nói chung của Việt Nam, chúng ta cần làm những gì để chúng ta có thể bảo tồn và phát triển ạ? Những cái ngành nghề truyền thống này về mặt thẩm mỹ, về sức lao động, về nghệ thuật, tất cả mọi thứ đều rất là đáng quý rồi. Nhưng để nó tồn tại và phát triển thì chị nghĩ mình cũng cần phải đi theo xu thế của thời đại. Ví dụ những cái mẫu thêu thì mình cũng phải thay đổi. Ví dụ năm nay xu hướng là đang có màu này được mọi người yêu thích thì mình có thể làm những cái màu đó nhiều hơn. Mình phải thay đổi mẫu mã thường xuyên. Cả những cái gì mà muốn tồn tại được là cũng phải có sự ủng hộ và cũng hy vọng là các ngành nghề khác truyền thống của Việt Nam cũng sẽ phát triển và trường tồn mãi mãi. Em cũng nghĩ là như vậy, tại vì nó là một điều liên quan đến về bản sắc văn hóa rồi. Khi mà em cầm cái sản phẩm này trên tay hay là bất kỳ một sản phẩm thủ công nào của Việt Nam thì cái điều đầu tiên em cảm thấy đó chính là cái lòng tự hào dân tộc. Vì mình thấy được là Việt Nam mình làm ra những cái sản phẩm cũng không thua gì tất cả các quốc gia khác. Thì em rất là cảm ơn chị đến với chương trình Son Môi Đỏ ngày hôm nay để khán giả hiểu hơn về một ngành nghề truyền thống của Việt Nam. Và em cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với chị cũng như là gia đình của mình. Và
hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm chinh phục được thật nhiều nữa những người không chỉ là người Việt Nam mà còn là bạn bè quốc tế nữa. Một lần nữa, Thúy Vân và chị Thùy Linh rất là hân hạnh khi được tiếp chuyện với khán giả trong buổi trưa hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.